みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。Chào mọi người。お元気ですか？元気ですか？ Bạn có khỏe không？ 一緒に日本語を勉強しましょう。一緒に日本語を勉強しましょう。Cùng nhau học tiếng Nhật nhé。リンゴをいくつ買いましたか？リンゴをいくつ買いましたか？ Bạn đã mua bao nhiêu quả táo？ 4つ買いました。4つ買いました。Tôi đã mua 4。80円の切手を5枚とはがきを2枚ください。80円の切手を4枚とはがきを2枚ください。Vui lòng cho tôi 4 con tem và 2 tấm bưu thiếp với giá 80 yên. Vui lòng cho tôi 5 con tem giá 80 yên và hai hà kỳ thêm 2 cái tấm bưu thiếp nữa ha. Thì mỗi con tem như thế này là 80 yên, 80 yên một con tem. Hay. Hay.全部で500円です。全部で500円です。Tổng cộng là 500 yên。富士大学に外国人の先生がいますか？無理いますか？いますか？はい。富士大学に外国人の先生がいますか？ Có giáo viên nước ngoài tại Đại học Fuji không? はい、3人います。みんなアメリカ人です。3人います。みんなアメリカ人です。はい。Có 3 người. Tất cả đều là người Mỹ.はい。Rồi tiếp theo. 兄弟は何人ですか？何人ですか？兄弟は何人ですか？ Bạn có bao nhiêu anh chị em ha? Bạn có bao nhiêu anh chị em? 4人です。4人です。4人です。はい。4人です。4人です。Chúng tôi là một nhóm 4 người. À, có 4 người. 4人です。4人です。妹が2人です。妹が2人です。Tôi có hai chị em gái. À, 妹 là em gái à, hai em gái. 兄が1人います。兄が1人います。Tôi có một người anh trai. 妹が2人と兄が1人います。妹が2人と兄が1人います。Tôi có hai chị gái và một anh trai. À, hai em gái và một anh trai. 1 週間に何回テニスをしますか？ 1 週間に何回テニスをしますか？ Bạn chơi tennis bao nhiêu lần một tuần? 2回ぐらいします。2回ぐらいします。Khoảng 2 lần.田中さんはどのぐらいスペイン語を勉強しましたか？はい。田中さんはどのくらいスペイン語を勉強しましたが？か。はい。Ông Tanaka đã học tiếng Tây Ban Nha trong bao lâu?
3ヶ月勉強しました。3ヶ月勉強しました。Tôi đã học trong 3 tháng. 3ヶ月だけですか? 3ヶ月だけですか? Có phải chỉ 3 tháng thôi? 上手ですね。上手ですね。良いに。大阪から東京まで新幹線でどのくらいかかりますか?大阪から東京まで新幹線でどのくらいかかりますか? Mất bao lâu để đi tàu新幹線từ Osaka đến Tokyo? 2時間半かかります。2時間半は、半が何分ね。はい。2時間半かかります。Phải mất 2 tiếng rưỡi。はい。みかんを5つあります。みかんを5つあります。có 5 quả cam。みかんを8つあります。みかんを8つあります。みかんを8つあります。はい、8つ。8つ頑張らもう終わりは。8つ、半は。みかんを8つあります。có 8 quả cam。みかんをどうあります。はい、どう。ハムで、どうは、あります。カムはカム。カムに感じるのせかんひよる。はい。みかんを10あります。どうは、có 10 quả cam。どうあります。みかんをいくつありますか?みかんをいくつありますか? Bạn có bao nhiêu quả cam? 80円の切手を1枚買いました。80円の切手を1枚買いました。Tôi đã mua một con tem 80 yên. 8円の切手を4枚買いました。8円の切手を4枚買いました。Tôi đã mua 4 con tem 8 yên. 90円の切手を9枚買いました。90円の切手を9枚買いました。Tôi đã mua 9 con tem 90 yên. 80円の切手を何枚買いましたか?80円の切手を何枚買いましたか? Bạn đã mua bao nhiêu con tem 80 yên? このクラスに留学生が一人います。はい、留学生は留学。はい、このクラスに留学生が一人います。có một sinh viên quốc tế trong lớp này。このクラスに留学生が二人います。このクラスに中学生が二人います。中学生の học sinh trung học は。có hai học sinh trung học cơ sở trong lớp này。nhưng mà mình đang nói là real ha real cần gì nó thế này このクラスに留学生が2人います có hai sinh viên quốc tế trong lớp học này 4人います có 4 người このクラスに留学生が何人いますか
このクラスに留学生が何人いますか？Có bao nhiêu sinh viên quốc tế trong lớp học này? Du học sinh ha. 1週間に1回映画を見ます。1週間に1回映画を見ます。Xem phim mỗi tuần một lần. 1ヶ月に2回映画を見ます。1ヶ月に2回映画を見ます。Tôi xem phim 2 lần một tháng. 1年に5回ぐらい映画を見ます。1年に4回くらい映画を見ます。4回、5回。Tôi xem phim khoảng 4 lần một năm. はい。5回。1年に5回くらい映画を見ます。Tôi xem phim khoảng 5 lần một năm. 1年に何回映画を見ますか？1年に何回映画を見ますか？ Bạn xem phim bao nhiêu lần một năm? 国で5週間日本語を勉強しました。国で5週間日本語を勉強しました。Tôi đã học tiếng Nhật trong 5 tuần ở trong nước. 国で6ヶ月日本語を勉強しました。国で6ヶ月日本語を勉強しました。Tôi đã học tiếng Nhật trong 6 tháng ở trong nước. 国で1年ぐらい日本語を勉強しました。船で1年ぐらい日本語を勉強しました。Tôi đã học tiếng Nhật khoảng 1 năm trên tàu. 船は船が tàu thuyền. はい。国で1年ぐらい日本語を勉強しました。Tôi đã học tiếng Nhật trong khoảng 1 năm ở trong nước. 国でどのぐらい日本語を勉強しましたか？はい、国でどのくらい日本語を勉強しましたが。Bạn đã học tiếng Nhật ở nước bạn bao lâu rồi? 私の国から日本まで4時間かかります。私の国から日本まで4時間かかります。Từ đất nước tôi đến Nhật Bản mất 4 giờ.私の国から日本まで5時間半かかります。私の国から日本まで5時間半かかります。Từ đất nước tôi đến Nhật Bản mất 5 tiếng rưỡi. 私の国から日本まで飛行機で5時間かかります。私の国から日本まで飛行機で5時間かかります。Mất 5 giờ đi máy bay từ đất nước tôi đến Nhật Bản. あなたの国から日本まで飛行機でどのくらいかかりますか？あなたの国から日本まで飛行機でどのくらいかかりますか？ Mất bao lâu để bay từ đất nước của bạn đến Nhật Bản? Thì câu này mình có thể dùng đồ nô cư rải hoặc là đồ nô cư rải. Cả hai câu đều được ha. Cư rải. Đồ nô cư rải. あなたの国から日本まで飛行機でどのぐらいかかりますか？ Mất bao lâu để bay từ đất nước của bạn đến Nhật Bản? はい。終わりました。またね。